Rồi, chào anh em ha. Rồi mình mới nhận được cái đơn hàng ha, đơn hàng của anh Đặng Quang Vũ nè. Rồi, anh ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Mình che cái rồi, mình sẽ khui máy ra nha. Để coi anh gửi cho mình cái gì. Rồi mình sẽ kiểm tra máy là mình liên hệ lại cho anh. Đó, để mình coi mình sửa chữa hay nâng cấp hay làm cái gì đây. Nói chung là máy mình gửi chậm trễ 1-2 ngày thì anh em thông cảm nha. Với một phần máy anh em gửi sửa chữa nâng cấp thì nó lâu lắm nha anh em. Sửa chữa nó lúc nào nó cũng chậm hơn máy mới á. Chứ một phần anh em đặt mình máy mới cũng thông cảm nha. Trễ về 1-2 hôm thì cũng thông cảm. Đó. Đâu phải đồ điện tử đưa vô ráp phát ăn ngay đâu, còn phải cân chỉnh đồ này nữa. Nó còn nhiều điều xảy ra, nó sai số linh kiện đồ này kia, mình còn chỉnh sửa nhiều thứ lắm. Còn máy bên mình thì không có ráp sẵn nha. Đó. Anh em đặt máy mình gần thì từ 3 đến 5 ngày, còn xa thì khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Đó, chứ máy ráp sẵn là máy mình nào ráp sẵn thì không khác gì cũng như máy Trung Quốc thôi. Đó. Máy ráp sẵn là nhiều lúc là nó sai áp sai nguồn nước là đánh không giờ hiệu quả, cho nên bên mình là không có làm máy ráp sẵn. Đó, như cũng như anh em suy nghĩ, cũng như anh em mua một cái máy Trung Quốc nó ráp có nó ngáp một đó. Nó áp 600V đó, 500 với 600V đó. Thì về ở các vùng miền Tây của mình á thì đánh ở cái vùng miền Tây mình thì đánh nó một bữa một chứ đánh không được. Ở miền Tây mình nước tạp chất rất là nặng. Đó, còn riêng máy Trung Quốc thì đánh những cái vùng ở miền ngoài thì nó sẽ ok hơn. Đó, cho nên mình nói là nói vấn đề vậy là anh em hiểu ha. À, máy này giống máy của mình làm gì. Máy này của mình làm mà. À trời ơi, cậu bạn Vũ. À cái này ông Vũ. Máy này đánh rất là ok nha anh em. Rồi. Máy này của ông Vũ có mua mình rồi, đợt đó có phản hồi máy đánh rất là ok nha. Cái này ổng kêu làm nâng cấp thêm một cấp áp nữa. À, ổng đi đánh trong hôm bữa có nói chuyện Zalo rồi. Máy 10 phép. 8 phép hoặc 10 phép nha nè. Mình nhìn là mình biết máy mình làm rồi nha. Máy này là đánh rất ok nha, đánh nước ở ngoài sông lớn, nó đánh ngoài sông lớn là cá phi là con 1-2 kg là đánh chết bình thường nha. Máy này mình làm đây, máy 8 phép nha, rất là còn mới, rất là ok luôn. Tại vì anh nói làm cho anh thêm một cái cấp áp nữa để đi đánh ở trong cái khu nước công nghiệp xả ra nha, phèn rất là nặng luôn. Đó, nước nhà máy công nghiệp thải ra thì anh em đã biết rồi, phèn rất là nặng. Rồi trời ơi, tưởng nha, tại vì giờ mình khách hàng nhiều quá nên mình cũng không nhớ nha. Rồi máy này mình sẽ tiến hành mình quấn lại cái biến áp cho ông Vũ nha. Rồi chứ máy này lúc trước mình có đăng lên gửi hàng qua nè, anh đánh cá tra rồi nè, nói chung là rất là nhiều ha, phản hồi rất là tốt, máy xài bình thường. Chủ yếu là giờ về là làm nâng cấp thêm một cấp áp lên nữa. Máy này sử dụng có một cấp áp thôi. Đây ha. Tại mình khách hàng nhiều quá, giờ nói chung là nhiều khách hàng mà mình đâu có nhớ đâu. À, về ông Vũ nhớ bôi mỡ bò vô nha. Cái này mà để cái bình xét đồ là mốt máy hư là mình không có bảo hành đó. Tại mình nói dẫn chơi vậy thôi nha.
anh em xài máy thì dắt cục lo này nè, nó ở môi trường ẩm ướt rồi á, thì anh em bôi mỡ bò rồi vào đó, như kẹp bình anh em quét hai cục mỡ bò vào đây đây nữa, thì kẹp bình bôi vô đó, đặng cho nó không xét, nhất là kẹp bình nó dễ, rất là dễ xét, anh em đi bình cái hơi axit nó lên á. Máy chạy chạy còn bình thường nha, nói chung chạy rất là mát luôn, không có miếng nhiệt luôn á. Máy này chỉ mình sẽ quấn lại cái biến áp khác. Rồi, mình sẽ làm cho ông Vũ cái biến áp để ông đi đánh xuồng luôn. 24-20 đánh cái bình 100-150 đó. Rồi ha. Rồi. Trời. Mình nhìn mình mới mở ra mình nhìn mình biết máy mình làm à. Rồi. Rồi anh em nào cần đặt máy mới máy mới sửa chữa nâng cấp máy gì thì liên hệ mình nha. Với số chính là 0799933977 nha. Gặp mình Duy. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Tiếp tục nha. Cái máy 8 phép của ông Vũ nha. Vũ ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Rồi mình làm cho là cái biến áp E4220 nha, đến cái bình 100. Đó, mình thay đổi kết cấu làm hai nấc áp. Mặt lên là N là ngọt ha. Ngọt là đánh nó ngọt ngoài sông đó. Đây. Rồi, mặt xuống là LB là lọ phèn, đánh nút phèn nặng. Rồi, cái này cũng như cũ thôi. Nói chung là test test máy nha. Máy nhanh lẹ gửi máy. Rồi. Ngày giờ chủ yếu làm thêm một cấp áp với làm cái miếng áp cho nó to lên tí xíu. Tại giờ cũng đổi qua cái bình 100A ha. Đây. Rồi. Bật lên nước ngọt. Cái này mình làm cho nó bầm chậm lại tí xíu à, quấn cá nó làm lại là thay đổi cái biến áp nè, quấn lại cảm dây lớn nè, thay đổi hàng tụ nguồn cho nó lớn nè, với gắn thêm tụ bầm. Rồi, nói chung là máy ông Vũ ok nha. Rồi, mình test vậy thôi. Anh em nào cần cái nâng cấp máy, sửa chữa máy thì liên hệ mình. Đó, đặt máy mới thì liên hệ mình nha. Xin nhận sửa chữa nâng cấp các loại máy từ nhỏ đến lớn nha. Đó, rồi, cái này mình dặn cái shop này về nhớ ông Vũ nhớ lấy ra nha. Đó, mình dặn cái shop lên đây. Đó, thường thường máy 8 rồi mình máy 8 rồi trả lên là mình có dặn shop nha. Về anh em nhớ mở máy ra. Lấy shop ra. Đó, nó liền nó không có bị bể nó giặt, nó không có bể cảm nha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.